Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Tiếng Rau 4.0. Hôm nay thì mình sẽ giúp dì Nía bánh tay Yến tại Bạc Liêu. Quý vị và các bạn có thấy ha, mình đầu tư một chiếc xe. Đó, xe này bốc đầu được luôn nha. Vừa chiên vừa ăn, rồi lát vừa bán luôn. Ai bánh tay Yến không? Đây là chiếc xe của dì Nía đây, xe độ của dì Nía. Cái xe này vừa chạy vừa đẩy á. Ô trời, hôm nay trời chiều mát đã dễ sợ luôn nha bà con cô bác. Rồi bà con ơi, mua nha, mua vô. Một cái có 5.000 thôi nha, bà con tùy tâm nha, cho nhiêu bao nhiêu nha. 5 cái 500, dễ thương quá, à, quá đã luôn. Mưa. Chuẩn bị vô đi bà con ơi. Rồi bà con không quản ngại mưa gió, đội mưa luôn. Bánh tay Yến đây, tay Yến nóng giòn đây. Đón xem Tiếng Rau 4.0 tập 13, phát sóng vào lúc 20h25 tối thứ 6 15 tháng Giêng năm 2021 trên kênh HTV7.